Rồi nếu như cái lóc đó mà chú gắn vào đây vừa anh em giải tán cái gộp, tặng cho thêm 50 triệu để chơi. Không, khỏi tình cảm. Nhưng mà tôi nói mấy ông nghe, cái lóc này ta làm tự do, nếu mà ta giữ. Ta giữ nguyên cái lóc máy bảy thôi, còn cái kia ta muốn làm sao. Cũng như cái đầu máy, bây giờ ông xách ra, ông gắn vô cái đụng này, đụng kia đâu có ai nói gì ông. Đó là đậu tự do. Ta quy định là máy bảy, chú có hiểu quy định từ máy bảy không? Đúng. Đúng máy bảy mà chú giác cái máy ra ôm. Cái số. Ôm sao? Chỉ chứ quy định máy bảy mà cái máy ta đúng máy bảy không? Không nhìn kỹ cái lắp nè, nó chính xác của máy bảy thì cái bề ngoài giống cho làm tự do mà. Trong lực lễ có nói mà. Bây giờ mười mấy cũng vậy, giờ ta yêu cầu giữ cái lắp máy của máy bảy rồi. Không có bên nào hết chứ. Nhưng mà tôi thấy gì cái ông nói cái lắp không thì tôi thấy nó không hợp lý. Hỏi tự do là cho muốn làm gì làm, nhắn ai thì chạy cũng được luôn đó phải không? Không, cái đó thì không biết, nhưng mà đổ tự do cái máy bảy, tự do đây nè, để tôi nói cho nghe.